trong Chúa, xin thương đến tôi ta Chúa, là người thân yêu ruột thịt của gia đình chúng con, là nàng tí nô nguyện năng thiểu đã qua đời, mà lúc sinh thời đã nhìn biết mầu nhiệm kẻ chết sống lại, thì nay được hưởng nhận niềm vui hạnh phúc muôn đời. Chúng con này xin Chúa đưa linh hồn Martino nguyện nhân tiểu về nơi ở đầy ánh sáng và trang chứa bình an của Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen. Vì nhân Chúa nhân từ cho linh hồn Martino đang lên chỗ nghỉ ngơi, hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời sa ban vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, Chúa đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ được sống đời đời và không bị xét xử bởi sự, những sẽ được khỏi chết mà qua khỏi sống. Lạy Chúa, xin cho ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi trên linh hồn Martino nguyện văn hiệu cùng với các thánh của Chúa đến muôn đời. Vì Chúa là đấng hay con Chúa. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Martino nguyện nhân thiệu được yên nghỉ muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn người quá cố thân yêu của chúng con hôm nay cùng với các thánh của Chúa đến muôn đời. Vì Chúa là đấng hay thương xót. Lạy Chúa, như Chúa đã cho đấng cứu độ của chúng con là Đức Giêsu Kitô phục sinh vinh quang, để người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ chúng con nên giống như thân thể sáng lạn của người. Xin cho linh hồn Martino nguyện nhân thiệu là tôi tá của Chúa, lúc sinh thời đã được cùng mai táng với Đức Chúa Giêsu Kitô, được thánh thay trong phép rửa tội. Xin Chúa cho chúng con được vui mừng hoan hỷ trong niềm tin tưởng. Và hôm nay Chúa đã cho linh hồn của người thân yêu ruột thịt của gia đình chúng con. My
thân hơn. Bà con, đây là đức cha của địa phận ở đây. Hôm nay ngài đến viếng thăm cụ
name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We come here in sadness and in gratitude this afternoon. Gratitude for the life of this man, gratitude for his strength and his purpose in this world. Together, we collect all our prayers and use the words that our Lord gave us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Eternal rest grant unto him, O Lord. And let the perpetual light shine upon him. May his soul rest in peace. Amen. And may Almighty God grant him eternal rest in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The family, I thank you, Excellency, to come here with the former president. Thank you.
Giới thiệu cho bà con và mọi người có mặt ở đây Đức Hồng Y Bengalu Postande. Ngài rất thương yêu người Việt Nam và Ngài là bạn thân của Đức Hồng Y Thụt. St. Paul tells us that nothing can separate us from the love of God revealed in Christ Jesus. And he adds, not even death. And we are consoled by that fact, that in baptism we die to sin and to death, and we rise to newness of life in Christ. And for the Christian, the moment of death completes that dying to death, so that we might enter fully into the risen life of Christ. And so we pray for our brother. We pray that he may now know God face to face, that he may experience the joy and the peace of heaven. And we pray together as the Lord taught us. And I will begin in English, and you continue in Vietnamese. Our Father, bạn cha chúng con ở trên trời, chúng con như danh cha tại sao, cha chỉ đến ý cha trên ở dưới đất cũng như trên trời. Thôi chúng con hôm nay luôn được hạnh này, bạn tha cho chúng con, chúng con cũng tha kẻ con là chúng con, xin cho để chúng con sai trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Hail Mary, kính mừng Maria, đầy ơn Chúa Chúa Trời. Eternal rest grant unto him, O Lord. Chúng con cầy vì anh Chúa nhân từ trong mắt tin ngon lắm nên cho miên ngơi. Let perpetual light shine upon him. May his soul and the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Benedictio Dei Omnipotentis, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Child always in my life.